Chào mừng quý các bạn đã quay trở lại với kênh Đồng Nai Quê Tôi. Và ngày hôm nay tôi sẽ đưa quý các bạn chúng ta sẽ cùng đến khám phá khu vực Vinpearland tại Nha Trang. Và đặc biệt là khu vui chơi VinWonder. Nơi đây có gì thú vị và đặc biệt thì quý các bạn hãy cùng theo chân kênh Đồng Nai Quê Tôi đến Vinpearland trải nghiệm tại đây nhé. Mến chào quý khán giả của kênh Đồng Nai Quê Tôi. Hiện nay tôi đang có mặt tại Vinpearland và đây là phòng mà tôi thuê tại Vinpearl. Giá vé ở đây cho một phòng một người trung bình là 2 triệu. Và đây là phòng này quý vị. Ở đây có hai cái giường. Phòng rất là đẹp. Do ngày hôm nay tôi đến trễ, lúc này là hơn 10 giờ. Cho nên là sẽ có cơm và phở phục vụ cho khách đang lưu trú tại đây. Ở đây có cái máy lạnh, họ để sẵn cái nhiệt độ là 23 độ C. Quý các bạn chúng ta cũng có thể tăng giảm. Phòng ở đây thì rất là đẹp quý vị, rộng rãi và sạch sẽ. Đây là khu resort, tôi ở tại cái khu resort. Các thiết kế phòng có một số bức tranh đồng hồ. Đây là đèn ngủ nè, ngoài ra thì có một cái điện thoại. Ở khu vực chỗ này thì có tivi, có chỗ ngồi. Và phía góc chỗ này là khu ban công. Phía ban công ở ngoài đây cũng có hai cái ghế quý vị và một cái bàn. Lúc này vào buổi tối rồi cho nên là phía bên ngoài đây quay không có thấy gì hết quý vị. Và nếu như quý các bạn nào đến trễ thì thực đơn họ sẽ phục vụ cho chúng ta vào buổi tối như thế này. Ngoài ra thì quý các bạn đến sớm thì chúng ta sẽ được ăn buffet tối. Ở đây có cơm. Cơm ở đây dành cho hai người, gồm có hai phần cơm và hai dĩa trái cây. Bên cạnh đó thì có một đĩa rau. Và đây là cái bình đựng nước phở đó quý vị và hai tô phở. Và bên cạnh đó thì họ phục vụ khăn và muỗng nỉa dao. Và lúc này là 6:30 buổi sáng ngày 24 tháng 6 năm 2023. Quý các bạn thấy là tại Nha Trang thì thời tiết tại đây trời mọc rất là sớm. Và từ trên đây thì quý các bạn thấy là đây có trồng dừa và phía xa xa là những cây nằm trên núi. Và phía trên là cái xoay bánh xe. Chúng ta có một cái đu quay. Giống như là ở các khu vực như là Đầm Sen cũng có hay là Suối Tiên. Vì các bạn có thể đi trải nghiệm bằng những cái đu quay này. Nó sẽ cho đi vòng vòng. Và từ trên đây thì có thể ngắm được toàn cảnh khu vực biển thành phố Nha Trang. Ở lúc này thì tôi đã có mặt tại ngoài sảnh và chuẩn bị đi xe vào khu vui chơi. Đây là khu Vinpearl Resort Nha Trang. Khu này đạt chuẩn 5 sao quý vị. Và trong lúc chờ xe tới để đưa du khách đến điểm tham quan khu vui chơi thì tôi quay một vòng tại cái khu resort này cho quý các bạn cùng xem. Khu này cũng rất là rộng, phía đằng sau có hồ bơi, có biển.
Đây là không gian ở phía bên trong là quý vị. Phía đây có một cái bảng đạt chuẩn 5 sao. Không gian phía bên trong rất là rộng và rất là đẹp. Ở chính giữa có một cái chậu hoa lan thật, lan hồ điệp. Đây là phía trên này. Ở trên họ làm bằng kính hết quý vị và chiếu xuống nhìn rất là sang. Và bây giờ tôi sẽ di chuyển đến khu vui chơi. Khu vui chơi Win Wonder. Đây là khu vui chơi được mệnh danh là đẹp nhất tại Nha Trang cũng như là nổi tiếng tại Việt Nam. Ở đây có rất là nhiều trò chơi và hiện nay giá vé cho hai chiều khu vui chơi thoải mái là 800.000 cho các trò chơi luôn, với người từ 1m4 trở lên và dưới 1m4 thì giá vé là 600.000. Đối với những du khách mà đi hai chiều sau 14 giờ thì giá vé là 560.000 cho 1m4 trở lên và 420.000 dưới 1m4. Và sau khi đi khoảng một cây số thì xe cho du khách đến khu vui chơi Win Wonder. Vào đây thì một điểm rất là đặc biệt quý vị là họ thiết kế chúng ta chỉ cần nhận dạng bằng khuôn mặt là chúng ta sẽ đi vào bên trong đây. Nếu như quý các bạn nào chưa được nhận dạng khuôn mặt thì sẽ có thẻ và thẻ nó sẽ quét để chúng ta đi vào. Rất là chuyên nghiệp và rất là hiện đại. Đây là cổng chính của khu Win Wonder. Rất hoàn tráng, buổi tối lên đèn cũng rất là đẹp luôn quý vị. Và đây là lần thứ hai mà tôi đến với khu vực Vinpearl. Cách đây 16 năm thì có ghé đến vui chơi du lịch tại đây. Và đây là lần thứ hai trong chuyến đi công tác tại Vinpearl. Ở đây là hướng đi xuống khu vui chơi này quý vị. Ở đây có rất là nhiều trò chơi. Các bé mà đến đây thì sẽ rất là thích tại vì đa dạng và rất là nhiều trò để cho các bạn chơi và thưởng thức những cái trò chơi, và bên cạnh đó có những cái lễ hội diễn ra. Ở đây thiết kế cái đường đi xuống là những cái thang máy, phía trên là những cái bạt đủ màu, bảy sắc cầu vồng, nhìn cũng rất đẹp quý vị. Chúng ta sẽ đi qua khoảng 2 cho đến 3 cái thang máy thì sẽ đến được khu vui chơi. Đây quý vị các bạn nhìn nè. Cầu thang được thiết kế thành một cái hình bạc, ở trên là những cái hình đủ màu. Khu này cũng phân biệt rác hữu cơ và rác vô cơ quý vị. Chương trình hội chợ đặc sản bản địa hiện nay đang diễn ra liên tục tại quảng trường Đại Dương. Hiện nay thì Việt Nam chúng ta đang hướng đến xu hướng bảo vệ môi trường và việc phân loại rác cũng rất là quan trọng. Ở đây là lối đi xuống của cái đường ống dẫn đi xuống khu vui chơi thứ hai. Quý vị các bạn nhìn thấy nè, đủ màu luôn, bảy sắc cầu vồng. Sau khi đi qua được đường dẫn cầu thang máy xuống khu vực thứ hai thì mình sẽ đi thêm một đoạn cầu thang máy thứ ba nữa là chúng ta sẽ đến được khu vui chơi ở phía dưới. Có dịp thì quý vị các bạn đến đây thì chúng ta lên trải nghiệm và ngủ đêm tại đây thì sẽ rất là thú vị và có rất là nhiều chương trình ở đây. Và phía dưới này quý các bạn nhìn thấy là nhà ở đây họ thiết kế giống như những tòa lâu đài, rất đẹp và rất sang.
cách thiết kế bốn góc quý vị. Những khu nhà như thế này nhìn rất là giống như mình chúng ta đang lạc vào những cái khu nhà tại châu Âu. Khu vực chỗ này vào buổi tối thì sẽ có nhạc nước rất là đẹp. Tối khoảng giấc 7 giờ thì sẽ có nhạc nước và sẽ diễn ra trong vòng 30 phút. Phía bên đây là khu sân khấu nhạc nước nè quý vị. Khu sân khấu rất là rộng luôn. Vào giấc buổi tối khoảng 7 giờ thì tập trung rất là nhiều người tại đây họ xem nhạc nước. Lúc này thì các bạn nhìn thấy cái hồ này rất là bình thường, tuy nhiên vào giấc buổi tối thì cái hồ này được lên đèn và nhạc nước sẽ biểu diễn nhìn rất là sống động và độc đáo. Ở đây bán rất là nhiều đồ ăn quý vị, cũng như là kem và các đồ thức ăn nhanh. Ta chuẩn bị đi vào một cái khu lâu đài. Và sau 16 năm ghé lại khu vực Vinpearl thì ở đây thay đổi rất là nhiều. Các công trình được xây dựng lên và rất là nhiều công trình mới đang là tiến hành xây dựng. Sau khi hoàn thành sẽ là một điểm đến rất là thú vị và không thể bỏ qua khi chúng ta đến với Nha Trang. Đây khu này cũng có Starbucks nữa nào quý vị. Đây là khu bán nước uống Starbucks rất là nổi tiếng. Các khu phía bên tay trái là những khu vực bán đồ ăn. Ở đây vào giấc buổi chiều thì du khách tập trung rất là đông tại đây. Buổi chiều thì ở đây bồ câu rất là nhiều quý vị. Những con bồ câu rất là khôn, nó ở những cái khu vực mà nhà thật là đẹp thì nó mới ở. Ở đây quý vị các bạn thấy là có một số con bồ câu ở đây. Và giấc buổi chiều á, thì bồ câu sẽ tập trung rất là nhiều tại khu vực này. Và bữa nay tại chỗ này thì có lễ hội những cái món ăn đặc sản giới thiệu với du khách đến với vùng đất Nha Trang. Phía này thì quý vị bạn nhìn thấy là có một cái lâu đài phía xa xa và phía bên tay trái nó là Lotte Mart. Và tại không gian khu vực lễ hội đặc sắc bản địa có rất là nhiều gian hàng để quý các bạn chúng ta đến đây, như là con tôm rừng. Tôm rừng ở đây thì là đặc sản của vùng đất Cà Mau, làm thành những cái bánh phồng tôm ăn rất là ngon. Rất là nhiều gian hàng ở tại khu vực này sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng. Ở đây có dừa sáp cầu kè, bánh tráng vị. Nhìn từ trên cao thì quý các bạn thấy là khu vực chỗ này có những cái dù màu tím nhìn cũng rất là đẹp và rất là xinh xắn dễ thương. Mật hoa dừa So Farm. Ở khu vực chỗ này là khu trải nghiệm cho các bạn nhỏ đến đây có thể tô màu, và đặc biệt vào giấc buổi chiều từ 17 giờ cho đến 18 giờ tại khu vực lễ hội đặc sắc bản địa là khu trải nghiệm biểu diễn món ăn bản sắc Việt Nam.
đến với du khách và sẽ cho du khách thưởng thức miễn phí. Khu vực này phía bên tay trái là khu vui chơi về nước giống như là ở Water Park vậy quý vị. Các trò chơi liên quan đến nước như là trượt ống hay là những cái trò chơi cảm giác mạnh và liên quan đến nước, và phía sau đó là biển rất là đẹp. Nhìn từ trên cao thì quý các bạn có thể nhìn thấy được cái khu nhạc nước này và khu trò chơi dưới nước rất là đặc biệt và thú vị. Không gian tại khu lễ hội đặc sắc bản địa cũng rất là rộng rãi quý vị. Ở đây có rất là nhiều cây xanh, đặc biệt là dừa, và những cái ghế ngồi rất là đẹp và sạch sẽ. Quả thật đến đây rất là thích luôn quý vị. Giống như chúng ta đang ở nước ngoài vậy. Ở đây phía tay trái màn hình quý bạn là Lotteria. Vào đây cũng có thể mua bánh mì và mì Ý, gà rán, rất là nhiều món ăn đa dạng ta có thể lựa chọn. Ngoài Rotaria thì khu vực lễ hội bản địa đặc sắc bán rất là nhiều đồ ăn. Và tiếp theo thì xin mời quý bạn chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm toàn cảnh khu vực Vinpearl, đặc biệt là khu Win Wonder từ trên cao. Thank you.
sau khi tham quan một vòng tại Win Wonder thì lúc này đã vào giấc buổi chiều. Chúng tôi sẽ đi ngược trở lên lại khu vực đi ra cách cổng chính tại Win Wonder để đi về khu vực khách sạn. Sau đó buổi tối sẽ đến đây tham quan và nghe nhạc nước và tham quan các cái thắng cảnh tại đây như là khu vực thủy cung. Đây quý vị các bạn thấy là lúc này buổi chiều các bạn nhỏ chơi những cái trò chơi cảm giác mạnh ở đây rất là vui và đặc biệt thú vị. Phía khu vực chỗ này là sơ đồ của khu vực Win Wonder rất là rộng. Đến đây thì quý các bạn cũng có thể tham quan sở thú. Và giờ đã vào giấc buổi tối rồi, khoảng 6 giờ thì chúng tôi đi ăn tiệc buffet tại đây. Tại khu resort tổ chức tiệc buffet. Đến đây thì buổi sáng chúng ta cũng ăn buffet, buổi trưa cũng ăn buffet và buổi tối cũng vậy. Và mỗi bữa sẽ khác nhau. Đồ ăn buổi tối thì sẽ nhiều hơn buổi sáng, ít hơn buổi tối quý vị. Đây có các cái món ăn cũng rất là đặc trưng của Việt Nam. Đây là khu gian hàng ẩm thực Việt Nam. Đây có gỏi cuốn này quý vị. Gỏi cuốn rồi đà điểu nấu cà ri rồi mì xào, rất là nhiều món. Đây là cơm chiên này. Đây là gian hàng món ăn theo kiểu Nhật Bản, có tôm hấp và có cả sushi nữa quý vị. Phía bên đây là khu trái cây. Có rất nhiều loại trái cây như là ổi, cam, thanh long. Ở đây có cả mì Ý nữa. Nui. Rất là nhiều món để quý bạn chúng ta lựa chọn các cái món french fry để chiên. Buffet buổi tối thì phía bên ngoài có các cái món tôm nướng, mực nướng, cá nướng rất là ngon. Gian hàng chè, các loại chè như là sâm bổ lượng, chè bắp, chè hạt sen. Sát bên là gian hàng trưng bày các món bánh, đủ loại bánh đó quý vị. Không gian ở đây rất là rộng và xin mời quý vị và bạn dùng bữa tối chung với tôi. Đây là đồ ăn nè, quý vị nhìn hấp dẫn chưa? Sushi và tôm hấp. Các món tráng miệng và các món chiên. Bên đây là sushi này, rồi chè này và gỏi cuốn. Sushi ở đây thì họ làm một số cái sushi theo kiểu màu của cái lá cẩm quý vị. Có màu lá cẩm lên những cái màu hồng hồng thì cũng rất là hay, dễ thương. Đây là khu khoai tây chiên, rồi các cái món french fry, trái cây các loại. Và đặc biệt là khu này có cái kem này các bạn nhỏ rất là thích. Ở đây có hai loại kem là kem dâu và kem dừa. Và sau khi ăn bữa tối xong thì chúng tôi tiếp tục vào khu vực trò chơi để tham quan. Lúc này thì các cái khu vực trò chơi và các cái lâu đài được lên đèn nhìn rất là đẹp. Khu chỗ này vào buổi tối thì tập trung rất là đông người. Mọi người đến đây tập trung
để cho bồ câu ăn cũng như là đi vòng vòng dạo quanh ở khu vực này rất là mát. Quý vị quan sát có thể thấy được những cái ngôi nhà được thắp đèn lên và bồ câu cũng rất là nhiều tại đây. Lúc này là 6 giờ vào buổi tối, trời vẫn còn hơi sáng sáng phía xa xa. Ở Nha Trang thì trời nó sẽ lặn trễ hơn và nó sẽ mọc sớm hơn so với các tỉnh khác tại Việt Nam. Đây quý vị nhìn nè, bồ câu rất là nhiều. Khu vực nhạc nước thì cũng nằm sát tại khu vực Starbucks này luôn quý vị. Cho nên là các bạn tập trung chơi ở khu chỗ này, sau đó đi ra khu nhạc nước để tham quan. Và sau khi tham quan một vòng tại đây thì tôi vào khu thủy cung. Vào thủy cung thì có rất là nhiều loại cá rất là đẹp, đặc biệt là cá mập trắng này quý vị. Và có một cái ống thả cá đủ loại, đủ màu sắc luôn quý vị. Khu thủy cung này rất là đẹp và rất là hoành tráng. Vào trong đây chúng ta tham quan giống như chúng ta đang lạc vào thiên đường của biển cả, giống như chúng ta đang ở dưới biển với quý vị, cá đủ loại. Phía trong đây có một số loại cá rất là lớn quý vị, cá bự lắm. Con cá này nhìn rất là giống con cá bống mú. Và sau khi tham quan thủy cung xong thì chúng tôi đi xem nhạc nước vào lúc 7 giờ.
ngày hôm sau thì chúng tôi lên xe và di chuyển về khu đi tàu để vào lại đất liền, kết thúc chuyến đi tại khu resort Vinpearl. Do ngày hôm tôi đi đến đây vào buổi tối không có quay được cảnh đi từ phía đất liền vào trong Vinpearl, và lúc đi về thì tôi quay lại cái cảnh này là đẹp không quý vị. Nước biển ở đây thì rất là trong xanh và đặc biệt là đi bằng con tàu này rất là phê và thú vị. Và đến đây tôi xin phép dừng video đây. Hẹn gặp lại tất cả quý cô bạn ở những video tiếp theo.